Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chương trình được phát sóng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn. Ngày hôm nay hãy cùng mình lắng nghe một đoạn trích trong cuốn Lưng chừng cô đơn của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch. Khi người ta không còn yêu bạn, thật chẳng quá khó để nhận ra. Khi người ta không còn yêu bạn, tin nhắn của bạn không còn được người ta trả lời nhanh chóng, thậm chí cũng không mở máy lên xem bạn nhắn điều gì. Người ta cũng sẽ chẳng còn chủ động nhắn tin cho bạn, hay nếu có, chỉ là những tin nhắn nhát gừng gồm những chữ như ừ và ok. Các cuộc điện thoại cũng thưa dần. Thậm chí nếu bạn chủ động gọi, người ta nghe máy, trả lời vài câu và cúp máy, trong khi bạn vẫn còn nhiều điều chưa nói hết. Khi người ta không còn yêu bạn, cuộc sống của người ta bỗng dưng bận rộn đến bất ngờ, bận đến mức không thể dành cho bạn bất cứ phút giây nào rảnh rỗi. Bạn có thể thấy người ta đi cùng bạn bè, thấy người ta làm rất nhiều chuyện trong lúc nghỉ ngơi, thậm chí người ta có thể ngồi cà phê một mình. Nhưng khi được hỏi tới, người ta vẫn rất là bận rộn để có thể gặp mặt bạn. Khi người ta không còn yêu bạn, người ta bỗng dưng trở thành kẻ đãng trí nhất thế gian. Những thứ liên quan đến hai người, người ta chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Sinh nhật bạn, ngày lễ hay kỷ niệm, số nhà hay thậm chí số điện thoại của bạn, người ta cũng chẳng nhớ. Ký ức con người là vậy, có những thứ qua đi rồi thì mau chóng thành lãng quên. Khi người ta không còn yêu bạn, sự quan tâm của người ta dành cho bạn hay những thứ xung quanh bạn cũng dần mất đi. Nếu ngày trước người ta thường hỏi thăm xem bạn đang cảm thấy ra sao, nhắn tin cho mẹ bạn mỗi ngày hay lần nào ghé nhà chơi đều mua quà cho em bạn, nhưng bây giờ những thứ đó trở nên thật xa lạ, người ta chẳng làm, có khi bạn nhắc, người ta cũng không muốn làm. Khi người ta không còn yêu bạn, người ta trở thành kẻ không có trái tim. Sự quan tâm của bạn chẳng khiến người ta cảm động hay ghi nhớ, đáp lại chỉ là sự hờ hững. Bạn cảm thấy bị tổn thương, tự hỏi trái tim người ta để đâu khi người ta không còn biết rung động. Thật ra thì chẳng ai không có trái tim, thiếu trái tim làm sao sống, chỉ là trái tim người ta không hướng về phía mình mà thôi. Khi người ta không còn yêu bạn, sớm hay muộn gì bạn cũng phải nghe hai chữ chia tay. Nó có thể làm bạn đau đớn và tổn thương, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Vì trải qua không ít lạnh nhạt, bạn gần như đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với một câu chia tay. Sớm hay muộn cũng là đến, càng lảng tránh càng đau, nên đối mặt một lần đi để thôi mệt mỏi. Khi người ta không còn yêu bạn, đừng bao giờ khóc trước mặt người ta. Nước mắt là vũ khí diệu kỳ, nhưng nó chỉ có công dụng dành cho những người yêu thương, quan tâm bạn. Còn với một người đã quyết định sẽ ra đi, nước mắt chỉ đơn thuần là nước chảy ra từ mắt, chứ không còn sức mạnh nào hơn. Đừng khóc, vì biết đâu khi bạn khóc sẽ làm rất nhiều người quan tâm bạn không vui. Khi người ta không còn yêu bạn, đừng ngồi đó và hỏi tại sao. Yêu không có đúng sai, chia tay cũng không ai là người có lỗi. Chỉ đơn giản là con đường phía trước hai người không thể đi chung nên cứ dừng lại, chọn cho mình một lối đi khác. Đừng chạy theo người ta, để rồi khi nhìn lại, bạn thấy mình đang lạc lõng, không thể tìm được đường về cho bản thân. Khi người ta không còn yêu bạn, điều đó cũng chẳng sao, vì thực sự là cuộc đời này, ngoài người ta ra, còn rất nhiều người yêu thương bạn. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí chỉ là những người bạn biết nhau trên mạng xã hội, họ luôn muốn bạn được vui vẻ, xinh tươi. Thế nên chẳng lý do gì vì một người mà bỏ mặc cả thế gian quan tâm tới ta. Khi người ta không còn yêu bạn, thì kệ người ta. Vì có buồn đến bao nhiêu, rồi chuyện này cũng sẽ trôi đi rất nhanh và trở thành dĩ vãng. Buồn cũng không thể thay đổi kết cục. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhớ lại và hối tiếc. Tại sao mình không từ bỏ sớm hơn? Phía trước bạn còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ. Đừng ôm nỗi buồn để rồi đánh mất cả niềm vui đáng lý ra mình được nhận. Và khi người ta không còn yêu bạn, hãy tự yêu bản thân mình dù người ta, để người ta biết rằng mất đi tình cảm của bạn, người ta cũng chẳng còn là gì trong đời bạn. Nhớ nhé, khi người ta không còn yêu bạn, bạn xứng đáng được một người khác tốt hơn, yêu nhiều hơn như vậy.